Yêu cầu tất cả các anh chị có xe máy đỗ trước này, tự đem xe máy gửi đi. Vì hè cho người đi bộ chứ không để xe máy. Các anh chị để xe như thế làm sao mà đi bộ được đâu? Đúng. Toàn bộ vỉa hè như thế. Tôi đang làm việc với chị đã, làm việc xong với chị tôi sẽ làm việc với trường hợp khác. Trường hợp khác bây giờ xe này như thế kia thì chị không. Chị cho anh trường hợp chị đi. Chị chưa mở xăng cửa. Đây, nó mang người đây để bấm cái điện này. Em mà chốt dưới của nào. Nhỏ, bé bé để ốp vào ra. Thì theo nó, nó ra. Hôm nay mà người ta có sự đỡ đỡ, người ta nhận thức được.